Này. Này. Nó đang ngoi lên này. Đang ngoi lên kìa. Thấy rồi nhá. Khi nào tắt đi thử nó. Chứ nào sang lấy cái lọ nano bạc ấy. Cho giò một giọt đúng vào chỗ cái con này cái xem nó có sao. Thì bác quay xem nó hoạt động nào. Không, cứ cho nó vào đi. Bây giờ nhỏ luôn rồi bác. Giỏ luôn mà giọt vào đấy để ta xem cụ thể đang quay nè, xem nó như thế nào đấy. Đừng đụng vào cái lá vội, con nó mất một cái con đấy. Đang giỏ đấy à? Vâng, đang giỏ. Nhưng mà nó rất khó thấm vào vì cái nước này nó có nước màng bên okay. Trong. Sao lại chọc cái gì vào đấy nhỉ? Nó chưa ngấm vào bên trong. Các cháu vẫn trông thấy đấy chứ phải? Vâng, dạ, vâng. Mà cháu vẫn trông thấy.
Đằng này nhìn thấy rõ nó bò ra. Nhìn nó bỏ cái nơi đó nó đi. Vâng, nó bỏ đi, nó bỏ hẳn ra ngoài. Bỏ hẳn ra chỗ khác ạ. Chuyển sang đây, xoay tính sang đây nhé. Vâng, vâng, để cháu xoay sang bên này. Thì nhìn nó thấy giấy thấm ấy, nó không nại quay lại rồi. Đừng cầm đấy, cầm đấy chứ, cầm đấy chứ. Thì nó răng tơ hay là nó làm trò gì nhỉ? Nó răng tơ vậy. Ừ? Cháu thấy nó răng tơ vậy. Có thấy tơ không? Có ạ. Kiểu phía trên lúc phía mặt trên là vừa đấy mình thấy cả sợi tơ không? Phía bên này, xoay đèn sang bên này, à xoay cái sang bên này thì được. Đợi mà không, xoay máy rồi. Bắt đầu quay. Bắt đầu quay từ từ. Còn không xoay sang phía bên này, nó đang bỏ phía bên này mà. Thì đừng xoay cây nó xuôi lại. Nhìn đi nó bên này, nó rõ thế mà. Đây, tí nó xoay thẳng cái máy ở đây. Thổi đầu thôi. Để chui. Nhìn phía bên đấy thì chỉ nhìn được thế thôi, không nhìn được phía bên đây. Xong rồi, xong rồi. Để xoay luôn. Giống như kiểu nó đang quay ăn cá tơ đúng không? Tơ không? Thấy tơ không? Bọn cháu thì không nhìn thấy nhưng mà vừa lẫn bắt đầu quay rồi. Bọn cháu quay lại phía bên đây thì nhìn thấy nó rõ hơn. Đấy, 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 thấy chưa? Đấy. Đấy, bây giờ nó trông thấy tơ đây này. Đấy. Do không biết điều chỉnh thôi. Kìa bất động rồi. Thế là rõ nhất rồi bác ạ. Nên thêm nữa quá nữa thì đều mở cả. Đứa nào là làm rung nó đi mất mất vị trí của nó rồi. Đấy, thế rồi. Phải giữ yên cái thằng cái cây ấy. Chỉ có điều chỉnh mỗi cái thằng ở chỗ cái ngón tay bác chỉ cho thôi. Giữ nguyên cái cây ấy đi. Nhìn thấy nó tơ
từ bỏ bỏ ánh sáng đi xem cũng tươi nó lá à, có ánh sáng thì nó đang kéo rộng ra ấy. Đấy. Từ mới đầu bé tí từ kia thôi nhưng mà kéo đây rồi này. Okay.